Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Làm sao đấy em ơi? Đây rồi, nó ngay ở ngoài này anh em ơi, nó ngay ở ngoài. Vãi cả trưởng. Hay lắm em ơi, hay lắm em ơi. Mày tính xơi anh đấy à? Láo lếu này. Nhưng mà anh em ơi, phải công nhận là xíu nữa thôi thì nó đã xơi được mình rồi anh em ơi. Trông có vẻ căng thế nhở, quần máu đã. Quần máu đàng hoàng cái đấy anh em ơi, trông có vẻ căng thật thế này chơi gì. Ôi bên kia, bên kia, bên kia, bên kia, bên kia có người đấy anh em ơi. Gắt à nha các ông ơi. Tầm này là hơi gắt đấy, nên là công từ từ để xem tôi xử lý như nào chứ. Sang ngoài xem kiếm thêm tí máu có vẻ ok hơn, 4x này. Wow, ngon. Tầm này là ok rồi, thêm máu đi. Lấy mình chưa trang bị nữa cả. Đây ok ok ok. Nói chung là cái trang bị nào mà có rồi thì thôi, còn chưa có thì anh em cứ lấy mất trang bị thôi. Anh em đâu mất gì đâu, 20 người trên nữa. Lên trên này coi thế nào chứ mọi người. Wow. Ê bên này, bên này. Bên này có người anh em ơi, tôi tưởng là ở bên kia. Oh my god. Bình tĩnh công ạ. Đã thấy người rồi kiểu gì cũng chuẩn bị có kill nha anh em, phải bình tĩnh. Cái điều quan trọng là anh em phải bình tĩnh cơ, vỡ đâu. Gặp nam lấy fake à. À bên này dựng băng keo đây. Khả năng cao sau quả băng keo có người anh em ơi. Mình tầm này mình có 5 quả băng keo nhá. Ok ok ok. À đi rồi, bên này, bên này. Tưởng thế nào? Đấy hả? Em ơi, trốn nổi không em? Anh bảo này, trốn nổi không em ơi? Thằng bé trông chạy có vẻ lẹ phết anh em ơi, lẹ phết, nó chạy lẹ phết. Không đùa được. Không đùa được. Gài mìn đấy hả? Gài mìn này. Ui, thằng bé gài 2 mìn luôn, hay lắm được. Bét mìn à? Good game. Trông có vẻ nó định sơi tôi bằng mìn đấy. Đúng là cao thủ. Lên trên này thì mình ăn tạm nấm hay củ nhỉ anh em. Đúng rồi, 14 thằng nữa. Bo thì càng ngày càng nhỏ thôi. Cố gắng làm trận top 1 đầu like nhỉ. Với cái bộ trang phục mới này thì mình mới mở ở trong cái thẻ vô cực nhá. Không biết là anh em đã mua chưa, anh em nào mà chưa mua thì hãy mua đi. Đấy, rất là chất lượng trang phục, rất là đẹp nha anh em ơi. Kelly mặc thì khá là chất. Ê có người, có người. Khá là chất nha anh em. Ngồi xuống à. Mày chạy đâu em ơi. Ui cái đậu xanh nó chạy này. Nó bắn mình này, nó bắn mình này. Nó bắn mình này. AFK lầy. Lại một thằng tên lầy nữa. Hôm nay mấy thằng tên lầy, tên nhiều thế nhở. Nãy là nam lầy fake này. Bây giờ là thêm một thằng nào lầy nữa đây. Toàn mấy thằng kiểu đã tên kiểu lầy lầy. Ok các bạn. Lượm xác mà ngồi khoanh tròn như vậy tưởng sống được á. Thật ra thì cứ cầm Ska mà sấy thì thằng nào đỡ nổi hả anh em ơi. Ska này, nòng 3 này, ống ngắm 1x này. Chẳng qua là mình chưa có cái tay súng xịn mình trang bị vào thôi. Không, bọn này cho gãy hết này. Ui, thằng này khá là nhiều bộ sửa chữa giáp di động này anh em. Ngon. Có một tay súng 2 nhá. Nòng súng 2 mình nghĩ là không cần đâu. Đơn giản là đã có cái nòng súng 3 rồi, anh em giữ lại cái nòng súng 2 điểm gì. Ê có người, có người. Ui, có người này. Mày chạy đâu em ơi. Qua đây em ơi, qua đây em ơi. Tưởng dựng bóng keo mà ngon à. Mình chặn đầu nó luôn anh em ơi. Đứng đây chặn nó, thằng bé không sống nổi đâu anh em ơi. Nó dựng bóng keo này. Mình thề với anh em, thằng bé này không sống nổi trong vòng 30 giây nữa. Nhá. Đã nói là phải chắc chắn. Chắc chắn với anh em thằng bé nó không sống nổi trong vòng 30 giây nữa. Ok anh em chở tôi nhá. Anh em chở tôi nhá. Anh em chở tôi nhá. Xem nó chạy đâu. Nó sẽ không sống nổi trong vòng 30 giây nữa. Cái đậu xanh này. Đúng rồi. Chạy mo thôi anh em. Đã nói rồi mà không nghe cơ. Thằng bé cứ thích chạy đi trốn à. Chạy làm gì để rồi lại phải đai hả em ơi. Đây anh em thấy chơi bo càng ngày càng nhỏ rồi nhá. Ui, đứa nào gọi drone thính ở đây vậy? Hay lắm em ơi, ok ok ok.
Để từ từ mình qua anh em ơi. Cho mấy bọn này lên bảng điểm số hết cho nó chừa đi. Let's go. 6 túi máu tầm này là ổn rồi. 6 túi máu thì cũng không quá ít, cũng không quá nhiều. Nói chung thì với 6 túi máu nó nằm ở cỡ vừa đủ. Vừa đủ để cho anh em xài vãi trưởng. Có đứa xài giảm thanh này. Có đứa xài giảm thanh này. Chỗ nào vậy? Trên nhà hả? Khả năng cao là vậy à? Có một đứa vừa xài giảm thanh anh em ơi. Chạy qua đây. Đón đầu nó. Chú đâu rồi em ơi? Hay lắm, thằng mẹ nó dám cắn trộm mình. Được, con này anh em ơi, con này anh em. Đang quần máu này. Đang quần máu này, cái đậu xanh này coi chừng nha em ơi. Coi chừng với anh nhá. Sau tảng đá thì sống nổi không hả em ơi? Coi chừng với anh nhá. Anh chơi áp sát luôn nha em ơi. Cái đậu xanh này coi chừng với anh nhá. Đã bảo gì cơ mà không nghe này. Bom keo này anh em. À, ngắm mục đích mình có rồi. Mình sẽ không cần thêm nữa. Đúng rồi anh em ơi, let's go nào. Lên bên trên kia để nâng lên quả giáp trắng cho nó trâu nha mọi người. 6 kill. Ok ok, cứ phân đấu tới khoảng 10 kill tới một là ok rồi. Đây có một cái bộ nâng giáp này. Nâng lên quả giáp mới cái coi anh em ơi. Ngon. Một cái giáp chống nổ vô cùng là chất lượng. Tầm này thì bo thu mãi ra ngoài kia. Có xe chạy thì ok. Chạy thôi anh em, xe vẫn còn rất là mới nhá. Cứ vào bo trước cái đã, tầm này bo sắp thu rồi mà. Đây rồi anh em ơi, qua bên này. Người đâu? Người đâu cả rồi, anh cho các chú lên bảng điểm số hết bây giờ. Cái đậu xanh trông vẻ vắng. Ui, trông có vẻ hơi bị vắng anh em ơi. Trên đàn thính này, có ai không vậy? Thính đây rồi nhưng người không có anh em ơi, nó là thính FVD mình không xài nhá. Vậy còn cái thính ở ngay chỗ này thì sao hả anh em ơi? Ui, hầm sát này, đông chưa? Thính đấy chắc là Guza mà cho nó lượm mất tiêu rồi. Ok, lúc này thì cơ hội chiến thắng của mình đã lên đến 20% rồi nha anh em ơi. Một thằng nữa. Từ từ nha, các chú chuẩn bị lên bảng điểm số hết rồi nhá. Ngóc tường này mình không thấy người này. Bên này cũng không có. Bo thì chỉ chưa đầy một phút nữa nó sẽ thu nhỏ lại rất nhiều này. Ở đây có người này anh em ơi. Một đứa ở đây nhá. Một đứa ở đây nha. Lên bảng. Xong. Tai nạn xe luôn, buồn chưa em ơi. Buồn lắm em ơi. Ba thằng nữa. 7 kill rồi. Làm sao cố gắng hạ đủ 3 đứa 10 kill top 1. Tầm này thì quá ổn luôn rồi anh em ơi. Hello, các bạn đâu cả rồi ta? Mình chưa nhìn thấy rõ chúng nó ở mấy khu này cơ anh em ơi. Chắc là chúng nó cũng đang chui giúp ở cái chỗ nào đấy thôi. Chẳng qua là anh em tìm chưa ra thôi mà. Hello, các bạn đang ở chỗ nào vậy? Cái đậu xanh mình cũng chịu hẳn luôn anh em ấy. Không biết là chúng nó đang ở chỗ nào cơ. Qua mấy cái chỗ này đâu thấy đâu. Có thể là chúng nó ở ngay căn nhà luôn này anh em này. Dưới đoạn này thì sao? Không có đâu. Ê có xe anh em ơi, có xe. À, hình như là thằng bé. Nãy nó trốn ở cái chỗ căn nhà đổ nát. Tôi biết rồi anh em ơi. Một con xe thể thao. Này bạn ơi, đứng lại. Đứng lại bạn ơi. Mình đây này, đứng lại đi. Cái đậu xanh này. Hai thằng cuối đấy rồi, thằng cuối. Thằng cuối này. Yes. 9 kill top 1, ngon lành. Ê, còn 2 đây, còn 1 thằng nữa anh em ơi. Ơ, vãi trưởng, tôi tưởng hết người rồi. Vãi cả trưởng anh em ơi. Tôi lại tưởng hết người cơ, cái đậu xanh này. Mày làm gì vậy? Mày tính xơi anh đấy à? Tưởng win rồi cơ. Ủa? Vẫn đang còn người ấy hả? Thế mình tưởng win rồi. Bạn ơi đừng bắn xe mình thế. Bạn ơi. Thay vào đấy chạy đi bạn ơi. Thay vào đấy hãy chạy đi bạn ơi. Yes, 10 kill top 1. Wow, ăn mừng thôi.
mấy bọn rơm rơm này chơi tên là được kẹo hả anh em? Anh em yên tâm nhá, 10 kill top 1 này, cầm chảo ăn mừng nhá. Yes, quá ok luôn. Ai, được cộng tận 72 điểm, chất chơi người rơi với 10 kill top 1 nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.